Som swakum makan chana nai officer thngai ni dai khom bat ning nei jom pi samanen van ning luk ta chan phi ban to chong dang tha preah song thu dong tieng pi ong ning chuop rueng avai khla to jeung te tan dan sdap chmuoy khom tieng ok khni Ban top pi khmauch prai tieng lai ban sdap nei ka phsai metta thor robos lok ta chan hai ning samanen van nau chanlos prahae chi mong 3 teu mong 4 tiep phlu popu a manuh khmauch prai tieng os nu pu vie ka ban nom khnie chou prai chak chanh pi preah sang thu dong tieng pi ang nu teu loh nau pe prak pralom lok ta chan ning samanen van tieng pi ang nea ka ban chak chanh pi kraom dam chheu dai preah sang tieng pi ang ban tveu phimvinie thor ning patabat thor nu teu Nau tam phlau dai pradachakun tieng pi ang ban nimon nu kư mœ tœu vi pœt chi nai nan tam tap pou pœng tœ doy prai chœu akasathiet nœ pe nu kư mien khsal bọ phai phat lư snou samleing rao rao slak chœu chas chas rư slak chœu tum tum ko ban thleak pi lœ dam khsal borisot dai lei lom chmuoy nung thommachiet kư kraop chngoy chngop preah atit dai kampong tae reah mok pi khang kaet kư mœ tœu pœt chi sros saat khlang men tên Preah song thu dong tieng pi ong kư lok tang chat nimon tveu damna dambei tveu patabat thua ning phivini thua knong ka tatua ban nou bon kosol dai preah song tieng pi ong ban tveu patabat thua ning tang samathi mon trum tae panoh lok ka ban prosat hai ning phsai metta thua dambei pdon nou bon kosol dai papu a manuh rư ka priya sorakai khvas nou bon nou khana pe preah song tieng pi ong kompong tae tveu damna nimon te kan phnom tobaing Preah song tieng pi ong ko ban nimon chuop te ning sat khla muoy kbal te saot khla muoy nu keu mien ruk rieng thom hai meu teu kuoy khlaach prom tieng krahom ne khang kraom dam chheu muoy srob neu pe nu nen van dai het te lok mien arom tha khlaach te leu sat khla muoy kbal nu lok ko mien song ne ka te kan lok ta chan tha lok ta meu te khla muoy kbal nu keu vi tot chi thom na ko na mien arom tha meu teu kuoy khlaach na lok ta Mình ấy tê nên văn, cô bồm non này ca thư phát đã bắt thua rưu kết phở thụ đồng ní. Tại anh ta chụp rương châm lại mình nực xa màn anh chẳng hỏi. Bà sân bà dưỡng cho chanh khách lờ rương tình ní. Bà có chỉ ca thư thụ đồng rồi bỏ bệnh xong tình lái cứ kết miền bà giáo ấy tê. Vì bà thá ô bà xa tình này hỏi đại thư ở dưỡng xa qua nơi chỉ vứt này ca thư phát đã bắt thua. Sau nến trời tài tăng chất nâng ta tù dọc ở bàn ta lờ rương tình ở ní. Mà giáng nên có thuộc chụp rừng tình ổn này hỏi cô mà rộm ấy. Nên vắn khả nạ bê đại lốc bán lư lốc ta chán miên sóng này cả đôi chân này. Lốc có thu sợ bài khả nông chất hai con này môn bần to thua đầm nà cho mùi nâng lục ta chán tiết tư. Trong này ai khá đại cầm bông tay cờ hâm dàng khăn nơi cao đàm chớ mơ tới cùi khá lạch nú. Vì cậu bán xâm lăng mộc mơ can bệ sang thụ đồng tiền bì ổn nụ đáy. Hỏi tiền cửa hôm trên trường cổ mơ tớ hạ bây đưa chỉ chóng xí sạch hột chiếm tớ lơ bệ xong tương bì ổn. Lộc ta chắn nâng nền văn nâng bê nút lốc hạ bây đưa chỉ mình bụi bà rò mà vầy tiền ổn nụ tê. Tiền đại lốc cầm bông tay nền môn chlòng cắt tôl mục nâng sát khla nụ tay mà đoàn. Sát khla mùi nút vì bán cửa hôm phong ấy phong đã xâm đại lộp lộp mọc căn bệ xong tương bì ổn. Tiết sáut khla mùi nút mình mến chỉ khla ạc cung khla sớt rưu có bì khla ấy nụ tê. Vì cứ chỉ sát khá thô mà đà đại rùa nực nông bấy tam bà mánh xì sạch sát. Chạp mộc phơi chi châm nay à há bì mùi thang ngay tơ mùi thang ngay. Nói khá nạ bê đà vi cầm bông tệ đà mộc căn bà xong tương bì ọn. Đào vi bàn lô bù nơi tam bà rây chật chật bần tái tam cầm bật tớ lục ta chăn nâng nền ván cứ lúc bàn đăng tờ hói. Sọp nơi bê nút khá mùi cơ bà nút vi cò bòm rong họ mộc khám bà xong tương bì ọn đập bây chạp bà xong tương bì ọn phơi chi châm nay à há rà bọ Tại đây hẹt tại lục ta chắn, lâu cậu bàn sốt sai mê ta thuộc sập sập, có sạp tại sạch khla mùi nút, ví cậu bàn ôn grab từ huynh. Bần tốp mốc cứ ví luôn từ căn bệ xong tương bì ông lục tay mà đoàn. Mơ từ vì nợ bê nút cứ hạ bây đủ chỉ chánh trap từ lợi bệ xong thụ đông tương bì ông. Nên vắn nợ bê nút lâu cậu miên à rong thạp hay bần tịnh bần tuổi đài, bần tái nợ bê để khơi sạch khla mùi nút, ví grab ôn luôn to đôi chân này.
Lâu có bán kết thả khám yên ở vây là ở chương bần của xo đại bán sang đã khuôn ai nụ tê. Xong bây tài sát đầy rời chán cư phụ quý bán cổ rụp tờ lời nhẹ miên bần bà rà mây. Tiếng đại câu bầm non đó bỏ vía nở bê nụ cư chóng chắp bê xong tiếng bị ống dọc mực thuê chi chấm đầy à hà. Tại bái tới chi mục luôn krap lượt chân tờ lời lục ta chăn tờ vinh. Sở hợp nở bê nụ cư vía có bán cổ hâm dàng khăng tờ căn bê xong tiếng bị ống. Lâu ta chắn lâu có miên xong được ca tờ căn sát khla nụ thà. Cho nhóm cắt bàn thoi xâm lập chỉ vượt kê đạp bây dọc mặc thuê chìa à hà tiệt tư. Vì bố thá tiền ní cư chìa ông bơ bạp đại thuê ở khuôn ấy bì một ngày tư một ngày. Tò tù bàn bạp cắm căn tài tràn lang tư. Bàn tò bì lục ta chán miên bố thị ca tài căn sát khá đôi chân nè. Bà ra xong từng bì ống cơ bàn này môn bàn tò đậm nà tiệt tư. Trong này ai sát khá mùi của bà nụ, đại viên cầm bông tệ ông krap luôn tỏ đại hai tệ khơi bà xong từng bì ông có bà nị môn bàn tỏ đậm nà nụ. Vì các bạn đã cho tôi không thấy mình bàn phơ với tờ lời bà xong từng bì ông nụ lâu. Mơ tôi chất cầm nợt rồi bảo vì đại viên bầm rong trong tôi xì sạch hột chìm tờ lời bà xong từng bì ông. Tại bài tôi chỉ vì chanh chạp bọn bà rầm mấy tờ lời bà xong thụ đồng từng bì ông nụ tử vinh. Anh chẳng hỏi đại phơ ở vì bạn đã cho tôi không thấy nụ bạch tư. Lúc ta chắn hai nâng nền văn bà xong từng bì ống. Về nụ đái lúc có mình tuôn bàn chăn ở vây tăng bì bật mộc mà lệ. Tại đại hạt tài lúc ta chắn lúc có miên xong để ca từ căn nền văn thà. Nào bật nụ cư nữ môn khom prăng thuê đầm nào bàn tỏ đòi mình tuôn bàn chăn ở vây cư đập bây chạp tự đọc nụm tổ bài nụ. Hỏi bà xong thụ đông từng bì ống nịp môn bà hai chi nơi chân lọ chất đòn mong đọc bì thằng ngày tróng. Lúc có bàn cung xâm ra nơi khang kào đám chơ sân. Cứ đạp bây phương bạc đạp bạc thua nâng phì vừa nề thua phóng chăm nền văn nịp môn đà rộp lại chơi nâng các bài nút. Dọc mộc xâm rạp chăn nâng bê thang ngày tròn ní. Bần tổ bì bè xong từng bì ống nút bán cung xâm rạp nâng kháng kào đàm chơi nụ hào ý. Chỉ thua mà đá nền văn tay tay nền môn đà rộp lại chơi nâng bây dọc mộc bột kênh lục ta chăn chín ních. Tiếng ní có chị bôn cổ xoay mà dàng đài nền văn bán phúc cung tổ đo lục ta chăn. Sở bê đại lục ta chán cầm bông thật phơ phì về nê thua nâng bạc đạp bạc thua nô. Lâu có bán sở mà tốt mơ khơi thả nơi xo tài mật tích tiết tế nâng tật đo phùm mùi hói. Tiết sáu phùm mùi nụ đáy cứ nơi mình ngay bị gần lại đại bệ xong tiếng bị ông cầm bông thật phơ thụ đông nụ đáy. Mình dù bần mán nên ván cơ bán rộp lại chơ mùi chùm nôn dọc mọc bạc kênh lục ta chán nụ tơ. Tạm cập bật tớ phùm mùi nụ đáy có nơi mình ngay bị phân nông tâm anh b Trong ngày bị phùm nút tới phần nông tập bánh cư bà hạ bà hai chiếng đọc kì lô mạch. Lộc ta chắn hai nâng nền văn bằng tốt bị bàn chăn phá lại chờ nô hỏi. Bà đế xong từng bị ông cập bàn phơ phì về nê thua nâng tăng xa mà thích nâng kháng kào đám chờ nô sân tư. Bà đế xong từng bị ông bằng tốt bị phơ bà đá bắt thua nâng phì về nê thua rồi hốt tạ đò rồi xíl. Tiếng bị ông nế cập bàn nê môn bằng tốt đâm nà tiệt tư. Nền văn hai nâng lục ta chắn nê môn bằng tốt bà hai chiếng bì mỏng. Nói khả nạ bê đại bệ xong từng bì ống cầm bông tê rục riêng bầy sọc sọc. Cậu bán thật liê chanh bì bầy nút tớ đo phùm mùi. Tê sáu nơi khả nông phùm nút đáy cư miên mà nụ rù nơi chán cú xóm. Hói nơi khả nạ bê đại lốc nì môn chanh bì khả nông bầy nút cư vi là nghe chịt dục bạch tờ hói. Tê sáu cư vi nơi chân lọc bà hai chì mong prám tớ mong prám mùi chịt ngô ngật. Bệ xong thụ đông từng bì ống nơi bê đại bán tốt khơi sọc phùm hói. Cứ lâu có mình bán nịt môn bánh to đã cắt rưu cơ châu từ khổng phùm ấy nụ tê. Sọc chất cứ nơi cung xâm ra nơi kháng khói phùm nụ tử vinh. Mơ từ khổng phùm tam tiết nịt mùi nụ mùi cứ bụ kế bán bật phía tăng bị cơ ba bật lục mộc mà lê. Mình đang thả miên bánh hà ấy rưu cơ mùl hạt ấy nụ tê bán phơ ấy kế bán bật phía đủ chân nô. Cô rôn tài lĩnh nghe chạp đàm ngờ ngất cơ bán nôm khổng nịa bật phía châu đệch ở tư. Rưu có vi chi tùm lộp rồi bỏ nịa sọc phùm nơi tí nụ. Đại tay tay bật lúc mình toàn tế cứ bàn bật phía châu xâm ràn ọ. Lúc ta chắn xa rộp nợ bê nút có lúc có miên xong đi ca tự căn nền văn thà. Mơ tới xa rộp phùm ní cứ cầm bông tế chụp bị bắt cử thân ạ. Hai lúc có mình bàn bình chạy xong đi ca tự căn nền văn thà vì mọc bì mô là hạt ấy nụ tế. Nền văn bàn tốt bì lưu lúc ta chắn miên xong đi ca được chân ạ. Lúc có mình bàn xây chập ở rộm tờ lơ rương tình ọ ní đây. Đói nên kết tay bị tăng xa mà thị rưu cập bạc đạp bạc thua. Hói nơi dụng nụ đái lúc ta chắn cập bạc bằng riêng ca mặt than mùi chùm nuôn tự đo nền văn. Tiếp sáu ca bằng riêng nụ cư bằng riêng biệt bọn tự nâng ca bạp rứt nơi ông bơ lọ. Bọn tiếng riêng này ca liếc bằng này cơ lẽ tòn hà.
ទៅបនកសោទាំងឡាយដែលតែងតែខំធ្វើបដិបត្តិធម៌ទាំងអស់នេះវាក៏មិនសាបសូន្យទៅណាអីនោះដែរឲ្យតែយើងមានការលះបង់រឿងទាំងអស់នេះព្រមទាំងការធ្វើបដិបត្តិធម៌រាល់គោលបំណងនៃការធ្វើធុដងប្រកាសជាទទួលបាននៅជោគជ័យ ពីព្រោះថាការធ្វើបដិបត្តិធម៌ដែលទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយសារតែការលះបង់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឯងនៅយុគនោះដែរខណៈពេលដែលព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គកំពុងតែគង់អង្គុយធ្វើបដិបត្តិធម៌សុកសុកក៏ស្រាប់តែលោកបានឮស្នូកន្ត្រឹងគោមើលទៅវាហាក់បីដូចជានៅក្បែរក្បែរនេះលោកតាច័ន្ទលោកក៏បានដឹងថាកន្ត្រឹងគោដែលកំពុងតែស៊ីស្មៅនោះមិនមែនជាគោធម្មតាអីនោះទេ เนนวันได้ให้แต่ลูกบานลือสโนสมเลงกันตรังโกโดยชนะขนองจัดลูกเกิดแต่อังไอ้ท่าประหารจีเนสรกพุมในตินุบานแรงสัตว์โกหรือกระบายดำใบออยซีสมัยแต่เนนวันขณะไปนุลูกก็จำไล่จัดท่าหารไว้บานจีปุ่นลือในกันดังโกมูนุฟีปจีลือขอบไล่ปีกันดังโกทอมาได้ลือระโหดตะดอนเนนวันอาปีดหรือก็ชื่อประแกะเมาเมาใต้มาดองระโหดตะดอนตะจีระบอกเนนวันสเตอร์แต่คล่อง លោកតាច័ន្ទដែលហេតុតែលោកដឹងអំពីអធិពលរបស់កណ្ដឹងគោនោះលោកក៏មិនបានសងនៃការប្រាប់ទៅនេនវ៉ាន់អីនោះដែរដោយទីសោតគោដែលកំពុងតែស៊ីស្មៅឬកន្ត្រឹងដល់ចម្លែកនោះវាគឺជាគោអធិនឬគឺជាគោអាគមនោះឯងដែលមានតែអ្នកចេះអាគមអមអាមខាងផ្លូវងងឹតនោះទេដែលគេប្រើគោបាអាគមនេះដើម្បីការពារខ្លួនហើយនឹងសម្លាប់គេជាពិសេសនោះគឺជាមួយនឹងសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន បានជាអំពីចាស់ចាស់ដើមដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើមន្តអាគមផ្លូវងងឹតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោបាមួយនេះគឺគាត់ប្រើដើម្បីការពារខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសត្រូវដែលធ្វើសង្គ្រាមហើយបានជាអំពីអ្នកដែលចេះមន្តអាគមអមអាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោបាមួយនេះគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេដែលគេចេះមន្តអាគមផ្លូវងងឹតមួយនេះភិកច្រើនអ្នកដែលចេះមន្តអាគមអមអាមទាំងនេះគឺជនជាតិភាគតិចមានដូចជាខ្មែរលើឬខ្មែរសរិនជនជាតិចាម ព្រមទាំងជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗដែលពួកគាត់ចេះមន្តអាគមទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកខ្លាំងខាងផ្នែកអំពើធ្មប់តាមរយៈកោបាដែលជាចំទៅកោបាមួយនេះខ្មែរយើងតែងតែហៅភ្ជាប់ថាកោបាស្នាទេហើយស្នាទេមួយនេះដែរគឺជាអំពើដាច់ដោយឡែកពីអំពើអាគមកោបាគ្រាន់តែខ្មែរយើងតែងតែហៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្នាភិកច្រើនអ្នកដែលចេះអាគមអមអាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោបាគឺប្រកាសជាចេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាទេនេះដែរ តែបាននិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចេះលើអាគមទាំងអស់នេះអ្នកនឹងប្រកាសជាប្រើដើម្បីសម្លាប់តាមគំនុំរបស់ខ្លួនឬក៏យកអំពើទាំងអស់នេះយកមកធ្វើជាមុខរបរតាមការប្រើរបស់នរណាម្នាក់ដែលទទួលបានលៀបសការៈបើយ៉ាងទៀតបើទោះបីជាគ្មាននរណាម្នាក់ប្រើឲ្យគេធ្វើក៏ដោយចង់មិនចង់គ្រូអាគមនោះត្រូវតែធ្វើអំពើដាក់ធ្មប់យកជីវិតគេ ពីព្រោះថាអំពើធ្មប់ទាំងនោះត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយបើមិនដូច្នោះនោះទេធ្មប់មួយនោះវានឹងវិលត្រឡប់មកស៊ីក្រុមគ្រួសារឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិខ្លួនឯងវិញជាពិសេសនោះគឺប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់គ្រូអាគមតែម្ដងបើនិយាយអំពីអំពើធ្មប់ធ្វើតាមរយៈស្នាតេះគឺវាពិតជាសាហាវដាច់គេមិនខុសពីអាគមកោបានោះដែរទេសោតអាគមកោបាធ្វើតាមរយៈអំពើធ្មប់របស់គ្រូអាគម នៅពេលដែលគ្រូអាគមបានបញ្ជាកោបានោះទៅសម្លាប់អ្នកណាហើយអ្នកនោះគឺត្រូវតែស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងប្រសិនបើអ្នកនោះបានឃើញកោបាអាគមនោះគ្រាន់តែកោបាមួយនោះវាបានរត់ទៅបុកអ្នកនោះហើយធ្វើឲ្យអ្នកនោះហាក់បីដូចជាមានវិញ្ញាណខ្មៅងងឹតកំពុងតែចូលធ្វើបាបខ្លួនហើយកោបាមួយនោះពេលខ្លះក៏បញ្ជាហាក់បីដូចជាតាមរយៈស្នាមតេះនោះដែរពីព្រោះថាគ្រូអាគមដែលបានចេះធ្មប់ទៅលើរឿងទាំងនេះ គឺគេបានសូនរុកអ្វីមួយដើម្បីឧបកិច្ចហើយអ្វីដែលគេសូនរុកធ្វើជាឧបកិច្ចនោះគឺគេយកអ្វីដែលផុយស្រួយខ្លាំងមែនតើដោយជាម្សៅដំឡូងមីនោះជាដើមនៅពេលដែលកោបាគុំនោះដែលគេបញ្ជាទៅជួបអ្នកដែលគេចង់សម្លាប់ហើយគ្រាន់តែគ្រូអាគុំនោះលើកស្នាតេះបាញ់តម្រង់ទៅលើសូនរុកដែលគេឧបកិច្ចធ្វើពីម្សៅមីនោះនៅខណៈពេលដែលកោអាគុំឬក៏កោថានោះវារត់ទៅបំបុកដែលអ្នកដែលគេចង់សម្លាប់ហើយ ស្របនៅពេលនោះគ្រូអាគមឬក៏គ្រូធ្មប់កំពុងតែលើកស្នាតេះបាញ់តម្រង់ទៅលើរូបសូនដែលគេធ្វើឧបកិច្ចបន្ទាប់ពីគេបាញ់ទៅលើរូបសូនដែលធ្វើពីម្សៅមីឬក៏របស់ស្រួយបើព្រួញស្នាតេះដែលគ្រូអាគមកំពុងតែបាញ់នោះត្រូវហើយដោយគេបានបញ្ជាតាមរយៈកោបានោះដែរខណៈពេលដែលកោបានោះរត់ទៅបំបុកអ្នកដែលគេចង់សម្លាប់គឺអ្នកនោះហាក់បីដូចជាត្រូវព្រួញដែលកំពុងតែបាញ់ចំខ្លួន
មនអាគមខ្មៅងងឹតតាមរយៈកោបានោះវាបានបុកបន្ទាប់ពីវាបុកហើយក៏បានបាត់ស្រមោលសត្វកោនោះទៅនៅសល់តែមនអាគមខ្មៅងងឹតចូលទៅរុករាងកាយរបស់អ្នកដែលឈឺចុកចាប់នោះតាមកពិតទៅគ្រូអាគមនោះមិនបាច់ចំប្រាស្នាទេចំនួនបាញ់បន្ថែមទៀតក៏បានដែរប្រាតែកោបាឋានឬក៏កោបាគមនោះដើម្បីសម្លាប់អ្នកនោះក៏ស្លាប់ដែរអ្នកដែលគ្រូអាគមចង់សម្លាប់នោះនៅពេលដែលកោបានោះបានបុកហើយ គឺប្រកាសជាស្រេចហាក់បីដូចជាមានអ្វីកំពុងតែចាក់លើរុករាងកាយទាំងនេះហើយគឺជាអំពើកោបាឋានរបស់គ្រូធ្មប់ត្រឡប់មកព្រះសង្ឃទូដងទាំងពីរអង្គវិញនៅខណៈពេលដែលលោកតាចាន់ហើយនឹងនេនវ៉ាន់កំពុងតែធ្វើបដិបត្តិធម៌នោះដែលហេតុតែលោកអាពាតឬក៏ឈឺប្រកែកតាមរយៈកណ្ដឹងគោមួយនោះដោយហេតុតែទ្រមមិនបានក៏បានសង់លិកាទៅកាន់លោកតាចាន់ថាលោកតាហើយអ្វីបានជាកណ្ណាមានអារម្មណ៍ថាអាពាតប្រកែកម្ល៉េះ ដោយសារតែនេនបានស្ដាប់កណ្ដឹងគោមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើបដិបត្តិធម៌ចូលនេនខិតខំតាំងសមាធិនិងធ្វើបដិបត្តិធម៌ទៅអ្វីៗវានឹងប្រសើរហើយនេនវ៉ាន់ស្របនៅពេលនោះលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ដែរពីព្រោះថាគ្រាន់តែកណ្ដឹងគោមួយនោះមិនដេចបានពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យឈឺប្រកេះអញ្ចឹងដែលហេតុតែលោកមិនហ៊ានសង្កេតការសួរទៅលោកតាច័ន្ទដូច្នេះក៏បានតាំងសមាធិនិងបដិបត្តិធម៌បន្តទៀតទៅ បន្ទាប់ពីនេនវ៉ាន់បានធ្វើបដិបត្តិធម៌មួយសន្ទុះលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយពិតមែនហើយសម្លេងដែលបន្លឺតាមរយៈកណ្ដឹងគោមួយនោះហាក់បីដូចជាវាឮតិចៗទៅវិញមិនសូវឮខ្លាំងៗរហូតដល់ហឹងត្រជាកដូចពីមុនដែលហេតុតែបុណ្យបារមីរបស់ព្រះដាជគុណជួយបំពេញទៅលើសម្លេងនោះចំណែកឯលោកតាច័ន្ទវិញគឺលោកស្ដាប់ទៅដឹងថាកណ្ដឹងគោអធិដ្ឋានតែក៏ព្រោះតែលោកមានបុណ្យបារមីអញ្ចឹងហើយស្ដាប់បានតែឮស្នូសម្លេងតិច
ដែលមានសំឡេងដូចនេះប្រកាសជាឈឺរីងរៃស្គមស្គៀងរហូតដល់ស្លាប់ឬអាចថាឈឺបៃកម្មដ្ឋានឈួតកថាបានសំឡេងកណ្ដឹងកោអធានឬកោអគមមួយនោះគឺវាមិនដូចជាសំឡេងកណ្ដឹងកោធម្មតានោះទេស្របពេលបដិជនទាំងពីរអង្គកំពុងតែធ្វើបដិបត្តិធម៌និងភាវនាធម៌នោះ ក៏ស្រាប់តែកោអធានឬក៏កោអគមដែលកំពុងតែស៊ីស្មៅនៅក្បែរព្រះសង្ឃធុដងទាំងពីរអង្គវាក៏បានស៊ីស្មៅដើរមកកាន់លោកតាច័ន្ទនិងនេនវ៉ាន់បណ្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅខណៈពេលដែលវាកំពុងតែស៊ីស្មៅនោះក៏ស្រាប់តែវាបានឃើញព្រះសង្ឃធុដងទាំងពីរអង្គកំពុងតែអង្គុយតាំងសមាធិនៅក្រោមដើមឈើយ៉ាងដឹងហើយថាកោអធានឬក៏កោអគមដែលកើតចេញពីថ្មមួយនេះវាពិតជាសហការខើខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់បានឃើញវាហើយប្រ
tăng sa mạ thí mà giáng mà chá vì đại công phong tài bà lên vì áo xí sa mạng tàm phùm nú có bán đăng tha miên bà sang thụ đông tầng bì ông công phong chôn một sọc phùm rồi bọc kê phóng đào xa tài kê xa ọp nịa căn xa anh chẳng hói cậu mà sốt môn khám ảy bánh chìa cô à cúng rư cơ cô à thàn rồi bọc kê ai bọc bao tự bọc bà sang thụ đông tầng bì ông nú đào kê cư miên cô bà mòn trong xâm lập lục tà chăn nâng nền văn tài mà đong mớ tờ sát cô ạ thàn mùi nút cư ví miên rụng riêng thông lại khô phí sát cô thò mà đà hôm nay chả bảo ví cư buộc ra hòm chanh chăng mơ tớ hạ bây được chỉ xa hai khô khơi khăn mềm tên xong bò ra bảo ví cư buộc mai miên rôm nơ lơ cấp ba chỉ tràn khơi tay mùi cầm nát luôn lành lơ tay bà nó bê khá lạc tiết cô ạ thàn mùi nút cư ví bàn bằng hành ai kê khơi chậm mà bê khá lạc tiết ví bằng hành ai kê khơi tay stung stung rứ cư chi xa màu buộc mai mùi giang đại dân mơ tớ hạ bây được chỉ môn khám anh chăng bây bố thá cô ạ thàn đại ca chanh bị cựu một chi nẹ thơ bây khá lạc kê dọc đào được xây dọc mọc chạc phơi chi rụ riêng sạch cấu bây khá lạc tiết kê kê dọc rồi môn mọc xôn phơi chi sạch cấu tế à vây đại kê dọc mọc phơi chi cô ạ thàn đi gửi cô ạ cùng nút ở miền mà hật rất khăn chinh kê bóng phót nụ cư đáo kê dọc đại lô hạ rư có xâm rật trở chạy dọc mọc thơ hói cô ạ thàn đại phơ mọc bị đại lô hạ rư có xâm rật trở chạy mùi ní cứ vì bất chí khăn chiên cô ạ thanh đại phơ mộc bì cửa môn hay nâng đàm rưu xây tờ lọc mộc bình cô ạ thanh rưu cơ cô ạ cùng đại kê bình chìa ai tầm một bọc lục tà chăn nâng nền văn nợ bề nú cứ chỉ câu đại kê phơ mộc bì lâu hạ khả nạ bê đại viết rốt tầm một bọc lục tà chăn nâng nền văn bề nú cứ cận đăng rồi bảo viết cứ lưu mà đón mình tịch chết tật đo lục tà chăn nâng nền văn lục tà chăn sở bê nốt đá lâu cơ miên xong đại ca tật căn nền văn đôi chì môn môn thà ai nên vắn khật không tệ phơ vipassana rì gật tăng sa mạ thị tư. Công khoái khoa tờ lơ xâm lên chung vinh nung.
លោកតាច័ន្ទក៏បានសងរិកាទៅកាន់ណេនវ៉ាន់បន្តទៀតថាឲ្យណេនវ៉ាន់សូត្រកម្មដ្ឋានការពារខ្លួនដែរទៅនៅពេលដែលមានសម្លេងអ្វីចម្លែកចម្លែកនៅជុំវិញនោះអញ្ចឹងហើយណេនវ៉ាន់តែងតែធ្វើតាមសងរិការបស់លោកតាច័ន្ទជានិច្ចពេលនោះដែរព្រះសង្ឃធូដងទាំងពីរអង្គក៏បានសូត្រកម្មដ្ឋានការពារខ្លួន ក្រាន់តែកោបាអាគមឬក៏កោអធានមួយនោះវារត់ទៅបំបុកទៅដល់ព្រះសង្ឃធូដងទាំងពីរអង្គក៏ស្រាប់តែវាត្រូវប៉ាំងខ្ទាតមកក្រោយមកវិញដោយសារតែរនាំងការពារបនបារមីរបស់ព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គហើយខណៈពេលដែលកោអធានឬក៏កោអគមមួយនោះវាបានប៉ាំងខ្ទាតក៏ប្រែខ្លាយទៅជាមុនខ្មៅទេសោតមុនខ្មៅដែលវាបានបែកចេញពីកោអធាននោះជាប្រលឹងវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងជាច្រើនអ្នក ដោយហេតុថាគ្រូអាគមដែលបានយកលោហៈមកធ្វើជាកោបាអធានគឺគេបានយកដៃកំពូលព្រះវិហារកៈឬមាសដែលបានដាក់នៅក្នុងមាត់ខ្មោចតៃហោងព្រមទាំងដៃគោដែលបានដំមឈូសទៅលើខ្មោចតៃហោងនោះផងដែរនឹងមានលោហៈជាច្រើនដែលគ្រូអាគមបានផ្សំជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យកោអធានមួយនោះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លា ពួកវានាំគ្នាស្រែកទាំងឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលហេតុតែបុនបារមីរបស់ព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គពេលនោះក៏មានខ្មោចតៃហោងម្នាក់ក្នុងចំណោមខ្មោចតៃហោងទាំងឡាយវាក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកតាច័ន្ទថាអាកាចនឹងអាក្មេងតូចពួកឯងមកពីណាហេតុអីបានជាមកដល់ទឹកដីកន្លែងអញហើយអ្នកណាដែលមកដល់ទឹកដីអញហើយអញនឹងចាំយកជីវើ ណែនវ៉ាន់ស្របពេលនោះដែរលោកក៏បានលើសំឡេងដែលពពួកខ្មោចតៃហោងនោះវាបាននិយាយអញ្ចឹងហើយណែនក៏បានបើកភ្នែកតតមើលជុំវិញនោះទៅហើយលោកក៏បានតតមើលឃើញថាពពួកខ្មោចតៃហោងនោះគឺវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែននាំឲ្យលោកក៏មិនសូវខ្លាចអីប៉ុន្មាននោះទេដែលហេតុតែលោកជួបឧបសគ្គនិងហេតុការចម្លែកចម្លែកស៊ាំទៅហើយមើលទៅរុករាងកាយខ្មោចទាំងនោះគឺវាមានសក់កន្ទ្រឹងមុខសុទ្ធតែឈាមមើលទៅគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកវាមើលឃើញស្រាងស្រាងតែមួយកំណាត់ខ្លួនឡើងលើតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពួកវាឈប់ឈឺហើយឈប់ស្រែកដែលហេតុតែពួកវាបាំងខ្ទាតចេញពីព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គនោះហើយបែរទៅពពួកខ្មោចតៃហោងទាំងនោះគឺពួកវានាំគ្នាសើចទៅវិញពេលព្រោះពួកវាគិតថានឹងយកជីវិតលោកតាច័ន្ទនិងណេនវ៉ាន់នៅយុគនោះតែម្ដងណេនវ៉ាន់ស្របពេលដែលលោកតតឃើញដូច្នោះហើយលោកក៏បានបិទភ្នែកទៅវិញ បន្ទាប់មកក៏ធ្វើភិវនីធននឹងតាំងសមាធិបន្តទៀតទៅពពួកខ្មោចតៃហោងមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីពួកវាក៏បាននាំគ្នាសម្រុកចូលទៅធ្វើបាព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គម្ដងទៀតតែមុននឹងពួកវាចូលទៅធ្វើបាព្រះដេចគុណពួកវាបាននាំគ្នាប្រែកាឡាខ្លាយទៅជាគោបាអធានឬក៏គោអគមតាមការផ្សំរបស់គ្រូអគមដែលគាត់បានធ្វើគោបានេះឡើងមកមុនខ្មៅដែលបានប្រែខ្លាយទៅជាគោបារត់សម្រុកចូលទៅធ្វើបាព្រះដេចគុណ ក្រាន់តែវាបានរត់ទៅបំបុកទៅលើសាមណេរវ័នក៏ស្រាប់តែសាមណេរវ័នក៏បានបាត់ស្រមោចចេញពីទីនោះបាត់ទៅតែក្រាន់តែវារត់ទៅបំបុកលោកតាច័ន្ទលោកតាច័ន្ទក៏មានពន្លឺអ្វីម្យ៉ាងពេញរូបរាងកាយទេសោតពន្លឺចែងចាំងដែលភ្លឺខុសផ្លៃពីធម្មតានោះគឺជាពន្លឺពណ៌មាសក្រាន់តែកោបាអាគមនោះឈ្មោះទៅបំបុកលោកតាច័ន្ទក៏ស្រាប់តែភ្លើងក៏បានឆេះរូបរាងកាយទៅលើកោអធាននោះ ធ្វើឲ្យកោបាឋានឬក៏កោបាគុំមួយនោះវាក៏បានបន្លឺសំឡេងស្រែកពពួកខ្មោចតៃហោងទាំងឡាយចំណែកឯម្ចាស់វានៅផ្ទះដែលកំពុងតែសូត្របរិកម្មគាថាមុនខ្មៅក៏បានឃើញភ្លើងឆាប់ឆេះលើរូបសំណាក់របស់កោអាឋានដែលធ្វើមកពីលោហៈនោះអញ្ចឹងហើយគេក៏បានសូត្រមន្តអាគមពន្លត់ភ្លើងទាំងសេចក្តីខឹងក្រោធដោយមានគំនុំចង់ធ្វើគុតព្រះសង្ឃធូដងនោះឲ្យបានបន្ទាប់ពីគេសូត្រពន្លត់ភ្លើងទៅលើកោបាឋាននោះរួចរាល់ហើយ គេក៏បានសូត្រហើយកោបាគុំរបស់គេត្រឡប់មកវិញទេសោតខណៈពេលដែលកោបានោះវាស្រែកជាពពួកខ្មោចតៃហោងនៅមុខព្រះសង្ឃធូដងទាំងពីរអង្គបន្ទាប់ពីភ្លើងដែលបានពន្លត់ចេញពីរូបរាងកាយរបស់វាក៏បានរលីងបាត់ចេញពីទីនោះទៅហើយពេលនោះដែរគឺវានៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង1ពីកណ្ដាលអាធ្រាត្រទៅហើយអាកាសធាតុដែលកំពុងតែមានខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលកោបានោះចូលទៅធ្វើបាព្រះសង្ឃធូដង ពេលដែលកោបាឋាននោះវាទៅបាត់ហើយក៏ប្រែមកធម្មតាវិញលោកតាច័ន្ទនិងសាមណេរវ័នលោកក៏បានធ្វើធូដងរហូតទៅដល់ព្រឹកបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃធូដងទាំងពីរអង្គក៏បាននិមន្តចូលទៅក្នុងភូមិនៅក្នុងភូមិនោះគ្រាន់តែពួកគេឃើញព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គនិមន្តកាត់មុខផ្ទះរបស់ពួកគេពួកគេទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាហៅព្រះដេចគុណឲ្យឈប់ដើម្បីដាក់បាតបន្តិចបន្តួចដល់ព្រះសង្ឃធូដងទាំងពីរអង្គ
ពីព្រោះថាក្នុងវត្តនោះពុំមានវត្តអារាមឬក៏ព្រះសង្ឃអ្វីនោះទេអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែពួកគេបានឃើញព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គដែលហេតុតែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅក្នុងភូមិនោះគ្រាន់តែឃើញព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គនិមន្តដើរឆ្លងកាត់អ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់បានដាំបាយធ្វើម្ហូបទាន់ចង្ហាន់ផងគេក៏បានយកផ្លែឈើមួយចំនួនយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃនោះទៅ នៅតាមផ្ទះនីមួយៗគេតែងតែរអ៊ូរទាំប្រាប់ដល់ព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គដោយពួកគេបានប្រាប់ទៅព្រះសង្ឃធុដងទាំងពីរអង្គនោះថាមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេមួយរយៈនេះគឺមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងភូមិនោះដោយស្លាប់ទៅលើរោគគីគឺពួកគេមិនសូវជឿប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះថាអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺមានរូបរាងកាយមាំទាំនៅឡើយនៅសុកសុកគឺពួកគេបានឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃគឺ ពួកគេបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ ម្យ៉ាងអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះគឺពួកគេបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពួកគេបានចុះទៅបាត់ជើងនៅខាងក្រោយផ្ទះនៅពេលយប់មើលឃើញសត្វគោដ៏ធំចម្លែកអ្វីម្យ៉ាងដែលកំពុងតែស៊ីស្មៅនៅក្រោយផ្ទះបន្ទាប់មកព្រឹកឡើងគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនដឹងមូលហេតុពី3ថ្ងៃក្រោយមកគេក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានជំនឿជឿទៅលើមន្តអាគមអមអាមធ្មប់ ពួកគេជឿជាក់នឹងមានអបិយជំនឿថាសង្ស័យតែការស្លាប់ទាំងអស់នោះគឺកើតចេញពីគ្រោះថ្មប់ពីព្រោះថាកោអាគមចាប់ផ្ដើមប្រឡែងកោអាឋានរបស់គេគឺនៅម៉ោង10ឬក៏នៅថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីដើម្បីឲ្យវាទៅស៊ីស្មៅនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកភូមិតែបើគ្រោះអាគមនោះល្អត្រឹមត្រូវដោយមិនមានចិត្តសាហាវខូចខើគឺបង្កើតកោបាននោះដើម្បីតែធ្វើសង្គ្រាមនៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង10យប់ឬក៏នៅថ្ងៃខែច័ន្ទពេញបរមី ច្បាស់ជាគ្រូអាគមមួយនោះមិនប្រឡែងកោអាឋានឬក៏កោអាគមប្រេះផ្ដាសនៅតាមស្រុកភូមិគេនោះទេគឺគេប្រកាសជាប្រឡែងកោបាអាឋាននោះឲ្យទៅស៊ីស្មៅនៅឯវាលស្រែដ៏ធំធេងទៅវិញគេមិនឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើបាបអ្នកភូមិខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅគ្រូអាគមឬក៏គ្រូធ្មប់ពួកគេសិតសឹងតែជាមនុស្សសហគមន៍នឹងប្រៃផ្សៃដែលហេតុថាឲ្យតែមានធ្មប់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរុករាងកាយរបស់គេហើយ ប្រកាសជីចូលចិត្តធ្វើអំពើដាក់ធ្មប់សម្លាប់គេតាមរបៀបធ្វើអំពើដាក់ធ្មប់ជាច្រើនតែបើនិយាយអំពីអំពើធ្មប់គោបាសនាតេះមួយនេះវិញគឺវាសាហាវដាច់គេតែម្ដងត្រឡប់មកលោកតាច័ន្ទនិងនេនវ៉ាន់ខណៈពេលដែលអ្នកភូមិពួកគេបាននិយាយដូច្នេះក៏ព្រោះតែពួកគេមានគោបំណងចង់ឲ្យព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គនោះចាំជួយស្រុកភូមិរបស់គេ បើមិនដូច្នោះនោះទេអ្នកភូមិបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើធ្មប់នោះជាក់ជាមិនខានអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏មិនទាន់ដាក់ការសង្ស័យទៅលើនរណាម្នាក់ដែលចេះអំពើអាបធ្មប់ទាំងនេះដែរលោកតាច័ន្ទលោកក៏បានសង្ឃដីកាទៅកាន់អ្នកភូមិដែលកំពុងតែអង្វរឲ្យព្រះដេចគុណគង់នៅស្រុកភូមិរបស់គេដោយលោកគឺមានសង្ឃដីកាទៅកាន់ពួកគេថាមិនអីទេញោមពួកអាត្មាទាំងពីរអង្គនេះនឹងគង់នៅស្រុកភូមិនេះមួយរយៈសិនចុះ ចាំពេលស្រុកភូមិមួយនេះធូរស្បើយនឹងស្ងាត់ពេលណាអាត្មាហើយនឹងនិននឹងបន្តនិមន្តទៅធ្វើធុដងទៀតក៏បានដែរអ្នកភូមិទាំងអស់នោះគ្រាន់តែលើលោកតាច័ន្ទមានសង្ឃដីកាដូច្នោះក៏ស្រាប់តែពួកគេម្នាក់ៗដែលកំពុងតែដាក់បាតទៅលើព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គនោះពួកគេគឺនាំគ្នាត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនដែលហេតុតែព្រះដេចគុណទាំងពីរអង្គគឺបានគង់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គេ គឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើរឿងអបិយជំនឿដែលពួកគេជឿជាក់ថារឿងទាំងអស់នោះកើតចេញពីគ្រូធ្មប់ទើបធ្វើឲ្យស្រុកភូមិមួយនោះគឺគ្មានសេចក្តីសុខដោយជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនទាន់ទាំងយប់ប្រឡប់ស្រួលបួលផងពួកគេក៏បាននាំគ្នាបាត់ទ្វារចូលសម្រាមបាត់ទៅដោយហេតុថាអ្នកភូមិតែងតែជួបហេតុការណ៍ចម្លែកស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកទៅហើយប៉ុន្តែក៏មិនបានដឹងថាអំពើទាំងអស់នោះគឺវាមកពីណានោះដែរ អញ្ចឹងហើយក៏មិនដឹងថាអ្នកណាជាធាតុកោប្រើកោបាគុំនោះដើម្បីសម្លាប់មនុស្សព្រះសង្ឃធុដងទាំងពីរអង្គបន្តពីអ្នកស្រុកភូមិនៅទីនោះបានអង្វរកឲ្យព្រះដេចគុណនៅគង់នៅស្រុកភូមិនោះហើយលោកក៏បានយកចង្ហាន់មួយចំនួនដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនោះបានប្រគេនឲ្យទៅនិមន្តគង់សម្រាកនៅខាងក្រោមដើមឈើនៅឯក្រោយភូមិតាមក៏ពិតទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនោះក៏បានផ្ដល់កន្លែងឲ្យព្រះដេចគុណគង់សម្រាកដែរ ដោយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនោះចង់ឲ្យព្រះដេចគុណទៅគង់សម្រាកនៅឯផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកតាច័ន្ទហើយនិងនេនវ៉ាន់គឺលោកមិនព្រមគង់សម្រាកនៅផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេដោយហេតុថាព្រះសង្ឃធុដងគឺចង់នៅកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់ការធ្វើវិបស្សនានិងតាំងសមាធិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
Knong niêm chia pre song thu nong trai tai rin kamatan oi ban chran. Ma mật đôi chân nô tê kane môn kat prai praksa pra hai chick min pre yout dai sa tai pre da chikun mật ban thu thu nong oi ban chop chun. Anh chẳng hỏi đại phơ ai nên ván hai nâng lục ta chăn bê nụ cư lục khách khâm răng prai phí dìm khăn ná. Bè xong từng bì ấn cư bán chăn hộp hà đại nịt sọc nịt phùm nây tì nụ bán bà kênh. Tăng bì nì môn đá chô nông prai mọc tớp tại bán chăn bái mà đoàn tớ bì đoàn tay bà nó. Rõ bè đại chì côn nợ bê đàn lục bán chăn bái tình nụ cập rù tên lục bán đại chà lòng cắt sọc phùm. Tì sao cập rù tay nơi sọc phùm rồi bằng phụ kê mình thu lộp miền bề xong thóng anh chẳng hỏi kê cập bạn đã chẳng hắn bà kênh đọc bề xong tơ. Bạn tỏ bì lục ta chắn hai nâng nền ván bàn chăn bài rụi rõ hỏi. Bề xong thụ đông tương bì ấn cập bán thư bạc đạp bạc thua nâng phì vụ nha thua nụ tơ. Cả thư vi bác sản à rô hốt đò giúp. Nếu chân lọc bà hai chì mong bà buôn tư mong đọc giúp. Có sạp tay miền ôm sầy mình ạ còn phung tư chư chốc chạp nâng nông tìa. Nói mình đang mù là hẹt ai nụ tê nơi sốc sốc quát có thật lệ luôn chứ. Anh chẳng hỏi thơ ai niệm phùm nơi tì nụ bì bày niệm bụ kế có mình chong hiên chốc bì lợp tiền hụt đai. Có bố tái khai lạch hẹt ca bẹp bọn tình nâng cô bà thân đại viên một phương bạp niệm sốc niệm phùm nông anh. Tái có đói xa tại bụ kế tòa nằm rè mình đang thả chùi ở vầy bán tờ lơ ông sầy mình nụ. Có bố tái bụ kế kết thả bè xong thụ đông tương bì ông nụ nâng ai chùi bụ kế bán khá. Anh chẳng hỏi bụ kế có bà nhập bà nhà rụt tờ hào bệnh đại trực quân từng bì ấn ai mục chui ông sầy mẹ nụ. Tiết sáu ông sầy mẹ nụ cứ gót công phúc tài chư bà cách bà cần. Hạ bây đủ chì miên ông bơ ông bọn khám ai ngồi ngất công phúc tài phở bạp quạt. Hỏi nệ sọc nệ phùm nơi tì nụ bụ kế bàn bà cha láo mộc mơ quạt. Tiếng đài à rộng rà bà bụ kế khá là chụp tên nâng cầu à thân rà bà cửa cùng nụ đài. Bọn tay nệ phùm nơi tì nụ bụ kế mà nai bọ bọng Bà có chỉ bụ kê nôm khuyên mơ thay tôm cho bạch đầy cho bạch chương đậm bây chùi khí nha. Trong này ai bố rõ tiếng bây đầy cầm phung tài rụt tờ hai lục ta chăn nâng nền vàn nú. Tạm cập bật tới lục ta chăn khả nạp bây đầy lúc cầm phung tờ phiêu vi nha nú lúc cầm bàn đằng đầy. Thà nực nông phung cầm phung tờ miên bánh hát tờ lơ ôm sầy mẹ đầy quất cầm phung tờ chư nú. Anh chẳng hỏi lục ta chăn cầm bàn xong đề ca ôi nền vắn chốc bàn tóc nông cát phiêu vi Nè phùm tiếng bầy nha, nè bây đẹp bù kế bàn đa chanh bì kháng khao phùm nút trong ngày bàn hai chì pram tờ pra mùi rồi mát. Có sạp tài bù kế tiếng bầy nha, có bàn đa chụp bà ơ nâng cô bà ạ thân rừng cơ bà cùng nút. Tế sáu cư viết gồm phung tài xì xmà ở miền rục riêng thông giang trầm lầy. Xong bò lò bò khám áo phần này bò khó hóm nơi lờ cơ bà bò bình tại đòi rồm. Đòi xa tài cô mùi cơ bà nút cư viết gồm phung tài nơi bèng phơi rồi bà bù kế. Bộ kê tiếng bầy nha, đại hai tay mình bàn chọc ở rộng thà vì cư chì cô ạ thẳng, bần tay chậm lại khăn ông chật thà hai rồi với bàn chì vì miền phân nạch bọc ra hòm. Rục riêng phái khô bì sát cô thô mà đà. Khăn ạ bầy nụ đáy, bộ kê cơ bàn là chìa tiếng phía phây tọa sát lột thà. À xin đừng ở vườn ơi, anh miền ở rộng thà bự cơ bàn nâng khai tay mà đó. Nào bầy đại khơi sát cô mùi cơ bà giang chậm lại anh chấn, xong xay tay cô mùi cơ bà này hói đại niệm phung tay tên này dì bà bụi dương tế đấng. Anh xong xa anh chẳng đai, bảo đồ chí nịa phông bụ quạt bàn ở dưới bật mềm bụ dưỡng bật chí mình ruột tế vui. Nơi khả nạp bên nốt đáy xín, đại hai tay quạt mình ở chật quạt cơ màn dọc chơi cầm nát bọc tờ lơ sạch cô đại cầm phung tên nơi bằng biên phơi rồi bọc bụ kì. Sở rộp nơi bên nốt cô mùi cơ bà nốt cư vi mình prom tờ nà nốt lâu. Anh chẳng hỏi đại xa tay bụ kì nơi bần tờ xong xa đợt đài. Bụ kì cơ màn dọc chân lọ nốt bằng phơi đại tờ chết mà đo mình tích mà đo mình tích. Hỏi bụ kê các bạn khơi sát cô nó dặn cho bà, đói sát cô mùi các bạn nó cứ bụ kê mình khơi chân ấy nó tê, khơi tay mùi cầm nát luôn lăng lơ tay bằng nó. Đói hai tay bụ kê khơi nơi chân nó có chạp đào miên à rộng thà phầy rừng thuật nâng tọa sốt khăn mình tên. Mà dáng các bạn kết thả cô nó cứ chỉ cô ạ thàn rừng cơ cô ạ cùng rồi bọc rụt một bụt mên. Mình trầm tay bằng nó bụ kê các bạn kết thả bụ kê tiếng bầy nha, bà hai chi mình ru đói xa tay cô ạ thàn nó tê. Bây bố thà mê nệ phùm nơi tì nụ chì chả nệ hói nơi bây đại chụp cô ạ thàn mùi nốt bà có chì bụ kê trời chư nâng trời xa lạp chì đàm. Khả nạ bây đại bụ kê gầm phung tài rốt bọ kháu cô ạ thàn mùi nốt vì cậu bàn rốt xâm đai tự căn bụ kê. Hói mơ tờ cô bà à cô mùi nốt vì bật chì lươn khăn mình tên. Vì cậu bàn rốt tờ bọng bọc bù xin nơi bì kháu khăn nông. Hói nơi bây đại cô nốt vì bàn rốt tờ bọng bọc bù xin nơi bì kháu khăn nông Đói sát cô mùi cơ bà nó vì bán bài khai tới chìm xanh khám áo rư cầm môn khám áo bọc bì khói khăn nón bù xin nó. Hỏi vì bán bọc bì khăn nón thay tới khăn mục. Rồi hốt đó bù xin mình nhẹ nó quát cậu bán đùl bật cách nơi lợi đầy phim nó tay mà đòn.
ពូវ៉នហើយនឹងពូសនដែលហេតុតែឃើញពូស៊ីនកំពុងតែដួលដេកនៅលើដីប្រកាច់នោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានរត់សំដៅមកជួយពូស៊ីនទៀតសោតបន្ទាប់ពីកោបាឋាននោះវាបានប្រែក្លាយទៅជាផ្សែងខ្មៅគឺឮស្នូសំឡេងសើចយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៃជាចំទៅគឺជាសំឡេងសើចរបស់ពពួកខ្មោចតៃហោងនោះឯងពួកគេទាំងពីរនាក់ខណៈពេលដែលបំរុងចូលទៅជួយពូស៊ីនដែលហេតុតែឃើញផ្សែងខ្មៅនោះផងនិងសំឡេងសើចគឺពួកគេស្ទាក់ស្ទើរនឹងចូលទៅជួយពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលហេតុតែឃើញផ្សែងខ្មៅឬក៏មុនខ្មៅកំពុងតែហោះសំដៅទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាគេចផ្សែងខ្មៅនោះព្រៀតស្របនៅពេលនោះដែរលោកតាច័ន្ទហើយនឹងណេនវ៉ាន់ក៏បាននិមន្តមកទាន់អញ្ចឹងហើយលោកតាច័ន្ទក៏មានសង្ឃដីកាទៅកាន់ផ្សែងខ្មៅដែលកំពុងតែហោះហើរនោះថាបានហើយពពួកខ្មោចតៃសាក់ទាំងឡាយអើយកុំនៅចង់កម្មចង់ពីជាមួយពួកគេអីពូវ៉នហើយនឹងពូស៊ីនដែលហេតុតែគាត់ឮសំឡេងលោកតាច័ន្ទមានសង្ឃដីកាដូច្នេះក៏បាននាំគ្នារត់មកខាងក្រោយលោកតាច័ន្ទនិងណេនវ៉ាន់ម្នាក់ម្នាក់គឺពួកគេផិតភ័យនឹងញ័រខ្លាំងមែនទែនផ្សែងខ្មៅមួយនោះដែរវាក៏បានប្រែក្លាយទៅជាកោបាគុំឬក៏កោបាឋានវិញដោយហេតុតែកោបាគុំមួយនោះវាមិនទាន់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអ្វីបានទៅលើលោកតាច័ន្ទអញ្ចឹងហើយវាក៏បានរត់បាត់សមោគិច្ចពីព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គនោះទៅចំណែកឯពូស៊ីនដែលគាត់កំពុងតែដេកនៅលើដីប្រកាច់ដកចង្ការមន់នោះលោកតាច័ន្ទព្រមទាំងណេនវ៉ាន់ហើយនិងអ្នកភូមិពីរនាក់ទៀតក៏បាននាំគ្នាទៅមើលពេលនោះដែរលោកតាច័ន្ទក៏បានយកដៃមកខាងប៉ះទៅលើពូស៊ីនដែលគាត់កំពុងតែប្រកាច់ប្រកិនមើលទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនហើយលោកតាច័ន្ទក៏បានសូត្រមន្តកម្មដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តបានមួយផ្លែតក៏ស្រាប់តែពូស៊ីនម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនមកធម្មតាវិញប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាអស់កម្លាំងទន់ល្វើយពូវ៉នហើយនឹងពូសនបន្ទាប់ពីឃើញគាត់ដឹងខ្លួនដូច្នោះណៃហេតុតែមើលទៅពូស៊ីនគាត់ទន់ល្វើយអញ្ចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាលើកគ្រាពូស៊ីននោះទៅពេលនោះដែរលោកតាច័ន្ទព្រមទាំងអ្នកភូមិទាំង3នាក់បាននិមន្តដើរចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីទៅជួយអំស្រីម្នាក់ទេតសោតអំស្រីម្នាក់នោះគឺគាត់ឈឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនស្រាប់នៅពេលនោះពូវ៉នពូស៊ីនហើយនឹងពូសនដែរហេតុតែឃើញបុណ្យបារមីរបស់លោកតាច័ន្ទដោយមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមិនគួរឲ្យចង់ជឿពីព្រោះថាពួកគេធ្លាប់ឮតែអ្នកស្រុកនៃភូមិបាននិយាយថាព្រះសង្ឃធូដងគឺជាព្រះសង្ឃដែលមានបុណ្យបារមីអ្វីអ្វីក៏មិនហ៊ានចូលទៅធ្វើបាបព្រះសង្ឃនោះដែរនៅពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់បានឃើញផ្ទាល់ដូច្នេះក៏បានជឿជាក់ថាបុណ្យបារមីនិងអាគមខ្មៅងងឹតពិតជាមានមែនអញ្ចឹងហើយរឿងរបស់លោកតាច័ន្ទហើយនិងណេនវ៉ាន់ក៏សូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសក្តីត្រូវក្តីនៅចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងជាចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងការជួយចិត្តស្ដាប់កន្លងមកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាលោកតាច័ន្ទហើយនឹងណេនវ៉ាន់ទៅជាយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe និងទទួលបានស្ដាប់វីដេអូបន្តបន្ទាប់ពីខ្ញុំនាយ Officer សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you.